Rồi, chào anh em cô chú đã tới với phụ tùng tí hon clip số 71 anh em ơi. Thường lệ như mọi ngày mình vô ly tà một câu cái mình soi cái xe 2016 này cũng còn khá khá anh em cô chú. Bản số 99 múc khung luôn. Cái xe này cái vỏ thước còn đát luôn anh em, máy móc đồ gan ti nổ từ tiếng từ tiếng. Bộ giấy xe này anh nào mua con bán anh em đâu lúc ngoài kia không gần bán anh em tiểu ba thôi anh em cô chú, bốn mảnh sườn lóc giấy luôn vậy đó. Quay lâu quá nó bị xóa cái clip nữa mà công quay lại nữa anh em ơi, về ngán cái vụ dính vào cái tên mà đồ clip số 71 ha anh em. Quay lướt qua vòng cho anh em coi xe nó đẹp cỡ nào, cái vô giá chi tiết cụ thể luôn cho anh em xem. Chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều thuận lợi anh em cô chú ơi. Xe này đồng hồ đi khá ít anh em, 31.000 cây, vỏ thước còn. Ngang cơ với mấy xe thước anh em cô chú. Xe này nó phong tần con cái. Coi nó bậm bậm vậy chứ, nó cũ cũ vậy chứ, đồ nó khá căng anh em. Cầm niền còn màu trắng chạch. Chưa có ngã xanh, ngã đen gì hết nè, vỏ đát 2016. Áo sống nó cũng khá liền lạc anh em cô chú. Nhìn mướt mướt à, khá khá căng, không đấu C1 đi chăng nữa cũng cũng khó gì mà đối thủ nào tìm nổi nó nè. Rồi vô soi bộ áo anh em, bộ áo này nó vẫn toàn bộ áo ghim theo xe hết anh em, mới tin vậy nè, mà có lâu lâu có một hai cái móc nào nhỏ nhỏ cảm cảm ho sổ mũi đây chứ không có nặng anh em, để chị quay cho anh em coi. Như cái này nó có dấu dấu tày sơn nè. Xíu mé tông vậy đó ha. Nhưng mà mé tông này anh em lật qua đây anh em coi không thấy. Không thấy dấu bể. Phiết gì không thấy dấu bể. Đẹp. Nói chung là đẹp anh em. Nhìn tương tất lắm. Mang da mềm mà cho đi cho mau anh em ơi. Ngày nào cũng giả thôi. Không có mắc đâu anh em. Đừng ngại anh em cứ đăng ký kênh. Anh em like anh em đón xem hàng phụ tùng đẹp. Mướt mắt luôn, giá mềm xèo. Bên đây không thấy dấu nứt nè. Nhưng mà ở ngoài có răng răng ngay chỗ cái ốc này tay anh em ơi. Chỗ cái ba ga bẩn mấy tông nè. Mấy cái gót nè. Rồi. Chỗ đó với cái bàn thờ chỗ này nè anh em, về canh miếng long đền đấy. Chỗ tông á, nhưng ngoài nhìn liền lạc đẹp. Cái chỗ này miếng nữa còn nhiêu hết rồi đó, mé tông này còn rồi nha anh em. Ngoài này chút xíu do cái ba ga bẩn nó đè chứ gì. Sới dán thì can đen lên nhắc. Rồi về A về B liền lạc, mặt nạ không thấy dấu bể, đầu cổ cứng ngắt anh em ơi. Bóng đồ ghim theo xe gì đấy, bóng này chắc có thay lợi, bóng có thay lợi rồi, pha đèn đẹp. Mấy cái chỗ này anh em về canh long đền là xe nào nó cũng phải bị đó, nghe chân ngốc đó. Khá tươi anh em cô chú, mấy cái bát này còn. Không, dấu này không nứt bể luôn. Yên này cũng không có ba móc bát không gãi luôn nè. Anh em nhìn phong thủy ha, cái thùng xăng cỡ này xe không tệ được anh em, với vỏ còn đát. Ôi, bộ áo này nói chung là đẹp anh em. Mấy bát, mấy chỗ giận không bể. Giặt tè gấp. Cầm niền tùng mã nữa nha. Rồi bộ áo này luôn, đèn thước đèn sau, nút công tắc đầy đủ cho anh em về luôn. Đúng nhảy ngon lành. 1 triệu đồng anh em cô chú. Bán anh em 1 triệu rồi. Chừa anh em 2 tới vài tâm, 1 triệu 2, 1 triệu 3 công về để cho anh em dư 2-3 tâm anh em trả tiền ship. Anh em chuyển khoản thước, anh em gia cố mấy chỗ nứt nứt đó lại. Mấy cái bát nhỏ đó thôi à. Theo như không gia cố thì gáp vô nó cũng bình thường anh em, không có chỗ nào lỗi, bắt vô ngon lành sát sao hết.
Rồi, cái đồng hồ 350 ngàn anh em, hồ đẹp hết biết, chạy kim đồng không có rung lắc gì hết. Di động cái dây ga vàng khe vậy nè. Tay thắng dài 2016 nè, mất hai gù bán anh em 200 ngàn. Anh em về lấy gù cũ gắn qua. Hay là anh em đi đồng đi bưng khỏi gù, anh em xài tay thắng dài thắng cho đã. Ốc sò khỉ đồ, dây e, dây ga, dây thắng dính theo hết. Nội tay thắng gì dây thắng còn tốn hết hơn 100 ngàn đó nè. Dù tính dây e với ốc sọ ngang với cái ghi đông nữa. Rồi kéo lần xuống, tụt lần xuống anh em ơi. Chấn 3216 mới tin gì nè, 250 ngàn nữa nè. Luôn cái tán cổ luôn. Mấy xe này chắc ăn với anh em mà tán cổ phải đẹp rồi. Giấy xe này số sườn gõ ngon lành anh em. 15 về A về B không bể nữa. Cứ ngắt màu trắng ngọc tay. Ngọc tay dơ bạo vô coi chứ đẹp lắm nè. Cứ ngắt. Hột tước này không xì 450 anh em cô chú, trắng 3250. Cặp bánh xe này khá đẹp anh em. Ai tụt lần xuống tay chân rồi anh em ơi. 450 ngàn. Đát 2016 nè anh em thấy không? Rõ như ban ngày luôn. Nước sơn ghim đẹp căng đét luôn. Cái này cả tày thôi chứ chưa muối mắm gì hết. Nó dốt dốt cái nước sơn chứ không căng anh em. Có tày tày không căng. Nhưng mà ghim nha, chưa bắn dặm nha. Nhưng mà đát tiếc anh em coi nó rõ như ban ngày luôn nè, 2016 nè. Tháng 6, 2016. Rồi tiếp theo anh em coi cốt đùm nè. Má nè, bát nè. Hết biết không? Cầm nó tắn nè anh em. Cái này nó không có rỉ một miếng sét nào hết nè cô chú. Niền sao không biết có không, chứ niền tước nãy giờ nhìn không thấy miếng nào luôn. Quay bên đây nó ra sao cho anh em coi cái mã, anh em nhớ mã niền là FV nha. Niền tước 1.6 1.4 niền sao 1.6 FV. Clip số 71 anh em cô chú, anh em nhớ đón xem. Mới xe quay nó lên tới 71 nhanh thì ghê anh em cô chú. Ý là kênh kia phụ nữa đó. Kênh kia không phụ, này 9 mấy rồi, 91 rồi. 90 rồi. Tết tới giờ phục vụ anh em cô chú 90 clip. Khủng khiếp thiệt. Quá trời cái bánh này cầm liền nó đẹp anh em ơi, vỏ rin theo xe. Xe mà phong thủy nó mấy cái vỏ rin còn đắt như thế này là mấy xe máy đồ ngon lắm nè. Xe đồ nó ít, chưa có mòn mỏi nhiều. Đẹp. Cái nồi xe này hết ý luôn cho anh em coi bình xăng đó. Bộ combo bình xăng này 1 triệu anh em cô chú. Đát. Đít chưa chạm luôn anh em. Củ đề chưa chạm này 400 luôn. Máy màu mỡ hết biết không, ốc đầu tắn. Này gặp cái vàng cà đầu điếu siêu công nghệ của tôi ra một cái nữa là nó không có móp méo y ghim luôn ra. Cho anh em ráp vô không thấy dấu luôn. Dữ lắm, mấy cái này ra dễ gì tày giấu anh em ơi. Thử cái bình xăng con cái gan ti coi. Mấy cái tầm này là chắc lên ga để nổ. Lên ga tước đề sao vẫn chạy anh em chú. Bà mẹ ơi, nó nhuyễn nè. 1 triệu là xứng đáng đồng tiền anh em ơi. Có nói cái gì đâu, coi nó tấn phao vậy anh em. Nhìn nó thiệt chứ. Nón nè. Anh em nghe cái tiếng nồi gõ nè. Nó gõ làm như mà muốn xúc ốc của tổng. Thử nồi cái ơi, số 2.
không hú anh em, không hú không gió luôn. Đợt này túng cái lô xe đợt này không gió nhiều tay, có lúc nó gió theo nhà máy nghe, nhẹ nhẹ, đợt này không nghe luôn. Rồi anh em tự tin cái nồi này, tép sống như này anh em tự tin cái nồi này không gió không hú, mở ra cho anh em coi cái độ tắn cái nữa. Trời ơi dễ gì kiếm cái nồi nào mà test nó vậy anh em, mà cả mấy chục xe mấy con xe vậy, thường thường nó hơi gió gió nhẹ nhẹ nhà máy này không gió luôn. Rồi nhớt đẹp luôn anh em ơi. Ôi ôi thôi một tấn tươi anh em ơi, hết biết tấn luôn. Cái nồi con ốc này ghim trong có dấu giống chạm hay là do nó bị phứt cái bóng này, nhìn thấy tưởng chạm không phải đâu. Thử coi. Không có đâu anh em ơi, vỏ còn đét dễ gì chạm. Rồi bán lúa non anh em, nồi ghim chưa chạm còn căng đét kiểu vậy, anh em nào mua trước chuyển khoản trước 1,8 triệu luôn à. Nếu mà anh em nào tin tưởng chuyển trước lấy anh em 1,7 triệu, còn đợi tháo ra rồi bán 1,8 triệu, 1,9 triệu nha anh em. Bán sống nó khác, tháo ra đẹp quá mới chân cửa hàng chứ không có bán rẻ được. Anh em tin tưởng chuyển trước, chuyển trước bán hữu nghị anh em 1,7 triệu, sống không gió không hú, bảo đảm anh em nào này không có phiết chuông nhiều tại cái vỏ còn đát sâu hòm như này. Rồi cặp ốp nhôm này nhám cào luôn anh em, khá mướt 200 anh em cô chú. Đây, thùng này nó yếu yếu vậy, nó hơi cũng không yếu gì mà nhìn nó cũ cũ một chút thôi. Dắt ạ. 200 hơi rẻ anh em, một này cỡ 250 vừa. Rồi tới cái bô anh em ơi. Coi anh em coi cái bô này cũng còn dốc dốc anh em. Hello. Chưa. Nhiều chai. Xong 2 ngày nay nó hỏi lên lấy xe tải mày làm động hả? Ừ. Xong hết nhiêu tiền? Chắc làm đồ hết tay trang rồi, hết chắc cỡ nó nói khoảng tháng 10 mấy 20 đó. Nó cộng sơ sơ lại chắc cỡ nó cả 20 rồi. Rồi tao đang quay phim để tưa tưa cái có chút nữa xong tao nghiên cứu. Rồi. Cỡ 20 triệu. Bô này nước sơn có sơn lại rồi anh em cô chú ơi. Này ở sao có hàng nhẹ lỗ rồi nè. Nhưng mà bánh tiêu không có vuột, tiếng ghiên còn. Có mớp mớp đây xíu, cấn đây miếng. Tiếng ghiên còn ha, 250 ngàn anh em. Kể nó xe đi đồng đi bưng được anh em, còn chắc bánh tiêu không vuột, tiếng ghiên còn. Ai phục sao? Sao này có phục hồi rồi mà khá đẹp nha. 200 ngàn anh em cô chú. Có phục hồi mới cáo. 200 ngàn mới làm mình khỏi làm anh em. Lấy cái phôi với tiền làm 100 ngàn. Lấy cái phôi 100, 200 về xài. Ngon lành nó bao anh em xài tốt. Rồi. Gấp anh em. Gấp xe này, bộ này gấp xe này cũng còn khá khá nè. Tày tí xíu đây mà cảm chứ không đến đổi anh em cô chú. Cây ngang này nó tắn về là nó bảo đảm anh em không có mục. Nó muốn mục rồi là cái cây này anh em nhìn dễ biết lắm, nước sơn nó xùi lên. Gấp bọc trên. Đó, còn cái đít bồ cây anh em nghía cái gấp luôn. Bồ này có 250 rồi anh em, giống như bồ sida, cái đi là đồng đi bưng đi làm từ 206 tới 216 xài chung.
Rồi lần lần cái này cho anh em coi cái bánh cái báo giá luôn. Vỏ mới à. Cầm cầm không xét cây nào hết anh em. Đẹp lắm, coi coi có giật không? Ghê, cái máy xét cho luôn cho anh em coi nha. Không có lủng nè. Có cảm cảm gì anh em chùi ra hết bữa ra hết nè chứ không có lủng. Nó cảm cảm miếng đó, chỗ này là nặng nhất nhiêu đó. Mới đó. Một triệu 200.000 thôi anh em. Nói giá để hơi quên anh em ơi. Tại cái niềng quay cho xong mới nói. Ừ. Cái này cái bóng nó phức chứ không phải được xét anh em ơi. Tại nó bóng quá tài bóng, nhìn nó phức. Cái dạng qua cái cây câm này nó chen qua câm kia. Thấy cái bóng nó phức. Ừ. Rồi, cặp niềng này full luôn, cốt trước, cốt sau, cùi dĩa, má, vỏ ruột, các thứ diện triệu 2 nè. Quá đẹp. Cặp bánh này ưng ý hết sức. Ngon hơn cặp bánh xương cá nhiều. Nó niền đẹp hơn, mắc hơn bộ ghi 2 tâm, nó phải ngon. Gấp bọc sơn này 5 tâm anh em cô chú. Dốt dốt tí xíu đây thôi còn nhiêu đẹp phết luôn, không có chỗ nào lỗi lầm gì hết. 2016. Anh em nào mua gạch tre không thì 3 tâm anh em. Không dốt thì 3,5, dốt xíu. Đó, anh em bộ gạch tre này 3 tâm bao ship. Bớt chút đỉnh nữa. 3 tâm không bao thì hơi ngại. 300.000 bớt anh em có tiền ship. Cặp này 2 tâm rẻ nè anh em cô chú. Ốc tán tăng tươi. Bộ ốc xe này 4 tâm anh em. Ốc cạc te, cốt gấp đồ vòng 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 vậy đó. Này ốc hột đẹp nè. Anh em thấy ốc này chưa xét nè, phong thủy nó khá. Bộ ốc không dở được. Nguyên bộ ốc vòng vòng 4 tâm. À, nhóm nên quay bộ yên cái cho thầy thợ ta gã luôn. Bộ yên này cái bao ghim luôn anh em, clip số 71. Bao ghim chưa gách luôn. Đẹp luôn. Anh em coi móc miết đều răng rách. Rin là nó móc có đều vậy, này, học đẹp không? Thùng xăng đẹp hết biết luôn. Mấy xe này tầm tiền cao anh em, nên đồ nó khá đồ chứ không tệ. Cản nó cũng còn dốt dốt vậy đó. Nhưng không có một lũng, không có xé, không có tét, không có nứt đâu hết. 550.000 bộ 5 món này anh em. Yên da ghim là 1, bát là 2. Học yên này là 3. Thùng xăng là thùng xăng gồm nguyên cái dàn xá xị. Báo xăng, nắp xăng, ống dẫn xăng. Và là 4 món với cái cản đẹp này nữa là 5 món. 5 món này có 550.000 anh em. Cái thùng xăng với cái yên đủ tiền. Ai, tốt xuống bộ đầu lòng này coi. Rồi cái vàng ron chôm chõm nè anh em cô chú. Ốc máy tăng tươi. Bộ ốc máy này chắc 250.000 luôn, khỉ gì. Trời, cái bình xăng nó tắn nè anh em. Cái bát nè. Nắp cò chưa chạm. Anh em nào mua dơ đầu lòng xe này mình bán lẻ ra cho vui ra trẻ ra luôn, phục vụ với anh em cái để anh em hỏi mua lòng hoài, kiếm cái xe đẹp về đằng trẻ nó bán lòng cho anh em. Mấy xe dốt dốt sợ nó sọc sớ, nó không còn cao, bít tông sọc nó không còn nhiều, bán hơi ngại. Để bán bộ bán rẻ cho anh em vô Trung Quốc. Rồi cái hoa lăng này anh em cô chú nhấp nhấp dùm cái giò đạp cái coi hoa lăng cái.
Ôi quá, xe mà đấu xe một qua lăng rồi được rồi. Rồi bán lúa non cho anh em luôn. Bộ qua lăng đẹp hết biết vậy nè, với bộ nắp. Bán anh em tiểu à, anh em nào chuyển khoản thước bán còn tôi gã là bán tiểu mốc nha. Chuyển nổ tài khoản thước luôn, qua lăng bao anh em chưa ra, thất đề chưa chạm. Sơn đề màu mỡ mới cắt chỉ luôn. Chỉ có nắp dốt dốt về với cái nắp toàn nồi nó bị lai. Nắp mũ á, nắp mũ nồi á. Còn bộ ba nắp này chưa chạm zin, bữa cá chưa móc luôn rồi anh em. Mấy xe này đi ít, ba mấy ngàn chưa móc, gai còn số chưa mòn. Thấy không? Đúng 31 ngàn phải dày anh em, vỏ thước còn đát, họ mới tin. Rồi, cây gác chân máy này bữa nợ ông anh cây nè, ông mong là có điện lại tôi gửi cho nè. Còn không không lấy thì cây này em bán lẻ 200 ngàn. Có cái sơ mi với này chống nè. Nên dễ thì mài ra. Chống này chống zin luôn nè, chống ngang zin luôn. Tận tận tận. Bây giờ số này 100 ngàn nè, anh em nào có lấy thì lấy. Mấy anh em nói bán bộ khó mua hư có cần số không, chơi luôn. Anh em thấy nó dốt dốt vậy 100 ngàn, thấy hợp nhãn thì quất. Rồi giờ anh em ta tiến hành tháo luôn anh em cô chú. Anh em mua đồ anh em nhớ nó cái clip số 71 nha anh em. Cái gấp chỗ này nó hơi tóc tóc sơn miếng gì không có một chét. Anh em vừa quẹt vừa bạc nha. Bộ này chỉ có 500 mà anh em. Bay hết khúc rồi nè anh em. Rất rẻ. Trời ơi, chẳng 3 250 anh em thấy coi ngốc nó con nào con nấy nè. Tán cổ chưa đục luôn anh em thấy không? Vậy đó mới đã, đồng hồ tấn thiếu vậy nè anh em. Chớp zin đường dây điện này bảo đảm phải đẹp. Tóc ốc. Dây nhẹo nhẹo rồi anh em ơi. Xe mộc mà tông này tông kẹt hốc mà tấn tươi vậy nè anh em cô chú. Rồi bộ ốc xe này tắm lấy 400 thôi anh em. Xong. Rồi cảm ơn anh em cô chú đã xem tin clip số 71 ha anh em. Anh em nào có mua món nào anh em nói clip số 71 mình biết mình giải quyết cho anh em. Lúc này ngày có khi mình đăng 2-3 clip anh em ơi. Nói ngày thì nó hơi tùng. Anh em thông cảm nói số giùm. Chào anh em, chào cô chú.